Xé lòng những giọt nước mắt của bà con bị nạn bão lũ, ngay cả thủ tướng vì thương dân cũng chẳng thể kìm nén nỗi đau xót xa ấy. Chưa bao giờ nước mắt lại rơi nhiều đến thế khi chứng kiến người dân bị nạn bão lũ. Ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng không thể kìm được những giọt nước mắt vì xúc động trước sự mất mát lớn của người dân. Và khi nước mắt của lãnh đạo đất nước hòa với nỗi đau của nhân dân trong sự thấu hiểu, đồng cảm, xót thương thì chắc chắn sẽ không có người dân nào bị bỏ lại phía sau.